Kính chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn đây là một chàng trai rất là quen thuộc của kênh Kiếm Tiền và Du Lịch. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái ý tưởng của kênh Rings EA. Một video rất là nhiều lượt xem. Và video đó có tên là Don't Waste Your Life. Video này được làm vào năm 2019. Và những ý tưởng trong video này nó vô tình tác động rất là mạnh mẽ đến tôi. Và kênh này là một cái kênh truyền động lực mà tôi cảm thấy rất là giá trị và rất là nhiều chi phí để mà đầu tư vô kênh này. Và không chỉ riêng cái video này mà tất cả các video của anh này tôi cảm thấy là nó rất là nhiều tiền. Từ tiền đầu tư máy quay cho đến phim trường cho đến diễn viên, rất là chuyên nghiệp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào cái ý tưởng là Don't waste your life. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là đừng lãng phí cuộc sống của bạn. Trong ý tưởng trong video này nó như thế nào mà nó tác động mạnh mẽ đến tôi. Nào chúng ta hãy cùng nhau vào ý chủ đề chính. Đầu tiên là anh này xuất phát từ trên một cái giường bệnh và anh ta đang nằm. Thì trong đầu mình có một cái ý tưởng là khi con người ta cận kề với cái chết, người ta mới suy nghĩ đến những thứ gì thực sự quan trọng đối với người ta. Và anh này khởi đầu một cái câu: bạn có biết được ngày nào khiến cho bạn dễ bị chết vì bệnh đau tim hay không? Tôi cho bạn một giây, hãy thử đoán xem. Đó chính là ngày thứ hai. Khung giờ nào khiến cho bạn đau tim nhất? Đó chính là khoảng thời gian từ 8 giờ tới 9 giờ. Khoảng thời gian này bạn phải bắt đầu một tuần mới với một công việc mà bạn cảm thấy chán ghét và bạn cảm thấy đau khổ khi bạn làm nó. Trước mặt các bạn đây là khoảng thời gian của một đời người. Từ lúc bạn sinh ra cho đến khi bạn 80 tuổi, nếu bạn may mắn sống thọ được như vậy. Khoảng thời gian để bạn làm việc từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Trong video nói là 67 tuổi nhưng mà đối với ở Việt Nam thì tôi nghĩ chắc tuổi nghỉ hưu là tầm từ 55 đến 60 tuổi. Và khoảng thời gian này bạn dành ra để bạn làm việc. Và đa số mọi người đều dành thời gian ra để làm việc chứ không phải để sống. Và đa số mọi người đều cảm thấy không hạnh phúc. Giống như một người bạn của anh chàng này, anh ta tên Jay. Khi học chung trường đại học, anh ta nói khi nào kết thúc trường đại học, lấy một tấm bằng, rồi Jay sẽ hạnh phúc. Và sau khi học xong đại học, anh lấy được tấm bằng, anh không hạnh phúc. Và sau đó anh lại nói, sau khi tôi tìm được một công việc ổn định, tôi sẽ hạnh phúc. Và sau đó khi Jay tìm được một công việc với lương tháng ổn định, Jay vẫn không hạnh phúc. Tiếp tục Jay lại nói, khi nào tôi cưới vợ và có con, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc. Và sau đó Jay có vợ và có hai con, anh vẫn không hạnh phúc. Sau đó Jay lại nói, sau khi con anh ta trưởng thành và rời khỏi ngôi nhà này, có công việc ổn định, Jay sẽ bắt đầu hạnh phúc. Và đến khi con anh rời khỏi nhà, khôn lớn để trưởng thành, có công việc ổn định, lúc đó Jay lại đi nhà thờ nhiều. Và anh bạn này hỏi Jay rằng, tại sao anh đi nhà thờ nhiều thế? Thì Jay nói là, tôi đi nhà thờ nhiều, để rồi khi chết đi, tôi mới hạnh phúc. Jay không phải là một trường hợp duy nhất, mà trường hợp của Jay đối với đa số hầu hết 95% người trên thế giới. Đó có thể không ngoại trừ bạn. Đa số mọi người đều dành thời gian để làm việc. Tôi không nói là bạn phải dành thời gian để bạn hưởng thụ. Đa số mọi người đều dành thời gian để làm việc, để kiếm tiền chứ không phải là để sống. Đó không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta đã bị lừa để mắc kẹt trong công việc,
để cảm thấy chán nản và trở thành loại người để sau. Loại người để sau là khi bạn đạt được một cái mốc nào đó, bạn mới hạnh phúc. Tại sao bạn không hạnh phúc ngay lúc này, ngay bây giờ mà phải chờ cho đến khi bạn đạt được một vấn đề nào đó, bạn mới hạnh phúc? Hạnh phúc là sự lựa chọn, bạn của tôi à. Hãy bớt giỡn với cuộc sống của chính bạn. Cuộc sống không phải như là một game Mario hoặc là một trò chơi nào khác. Mỗi người chỉ sống được có một lần, đừng lãng phí nó vào những thứ vô bổ. Bạn chỉ sống được một lần, vì vậy hãy tận hưởng. Hãy chọn lấy hạnh phúc thay vì bạn cảm thấy chán nản, chán ghét công việc hiện tại của bạn. Nói đến đây, đừng vội bỏ cần câu cơm của chính bạn. Đừng vội gạt công việc của bạn sang một bên để tìm những thứ hào nhoáng bên ngoài khác. Vì bạn nếu tìm một công việc hào nhoáng bên ngoài khác, bạn lại tiếp tục bị mắc bẫy của tiền. Thay vì đó, hãy giữ công việc cần câu cơm hiện tại và cùng lúc đó tìm ra một niềm đam mê hoặc ba niềm đam mê hoặc năm niềm đam mê của bạn để bạn có thể được say mê với chúng, vừa lấy cần câu cơm bổ sung kinh tế, bổ sung nguồn tiền cho niềm đam mê này và lấy niềm đam mê này bổ sung tinh thần cho cần câu cơm của bạn. Nó sẽ tốt và trọn vẹn và an toàn cho bạn hơn rất là nhiều. Một nghiên cứu của giáo sư Shaw Acorn. Nghiên cứu này có tên là Lợi thế của sự hạnh phúc. Ông nói rằng 75% người thành công không đến từ việc họ thông minh như thế nào, cũng không phải họ tài năng như thế nào, mà là bạn hạnh phúc được bao nhiêu khi bạn làm công việc đó. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ sáng tạo hơn, năng suất hơn, và điều đặc biệt quan trọng, bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Còn một điều quan trọng nữa, không biết bạn có tin hay không, nhưng tôi thì rất tin, đó chính là khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ sống lâu hơn. Vì vậy, không bao giờ là quá muộn để trao đổi cái chết lấy sự sống. Bạn phải loại bỏ những thứ không hạnh phúc khiến bạn chán ghét để bạn chọn lấy hạnh phúc, vì hạnh phúc là sự lựa chọn, chứ không phải khi bạn đạt được một vấn đề nào đó bạn mới hạnh phúc. Tại sao không hạnh phúc ngay lúc này, ngay bây giờ mà phải đợi đạt đến việc này bạn mới hạnh phúc được? Tôi biết rằng nói thì dễ, làm thì mới khó. Nếu bạn đang chán cái công việc mà bạn không thể tìm ra đam mê của mình, thì hãy tìm niềm vui trong công việc của bạn. Giống như tôi cách đây 5 năm về trước, biết rằng công việc của mình rất nhàm chán, nhưng mục tiêu của mình là gì? Mình thích được truyền động lực cho mọi người, mình thích được chữa lành vết thương tâm hồn cho mọi người. Vì vậy, nếu mình hiện tại đang công tác như thế này, mình có khả năng trau dồi kỹ năng truyền động lực cho mọi người, trau dồi kỹ năng hiểu thấu những tâm lý của mọi người để mình có thể được chữa lành cho người ta. Vì vậy, nếu bạn đang chán ghét công việc vì công việc khiến bạn không kiếm được nhiều tiền, và khi bạn bỏ công việc này để bạn chọn một công việc khác nhiều tiền hơn, thì lúc đó bạn cũng lại mắc bẫy của những con chuột. Mắc bẫy của những con chuột là cho dù bạn kiếm nhiều tiền đến đâu, bạn vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Thay vì vậy, hãy đi sâu vào chính bản thân bạn. Bạn muốn gì? Bạn cần gì? Ngoài tiền ra, thì bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống này? Bạn sẽ đi đúng đường hơn là thay vì chán công việc này, tìm công việc khác, rồi xong tìm công việc nữa. Bạn cứ mãi vây quanh đồng tiền, bạn cứ mãi vây quanh việc tìm kiếm những công việc có nhiều tiền hơn. Và khi có nhiều tiền rồi, bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Như một câu nói của Đức Phật cách đây 2000 năm trước, mà đến thời điểm hiện tại, tôi tin rằng nó vẫn đúng. Vấn đề duy nhất, đó chính là bạn nghĩ bạn có nhiều thời gian, nhưng thực tế không như vậy. Thời gian đang cạn dần, đang cạn dần. Đừng lãng phí cuộc sống của chính bạn. Cảm ơn bạn đã xem đến hết video trong thời buổi 4.0. Nếu không đăng ký thì sẽ dễ lạc mất nhau lắm đấy. Vì vậy hãy nhấn vào nút đăng ký bên đây. Còn nếu video của tôi có lỗi gì, hãy mạnh tay comment xuống cho tôi biết, để tôi có thể được điều chỉnh để gửi đến những giá trị tuyệt vời nhất dành cho bạn.